Chào và chúc anh em một tuần mới an lành và vui vẻ. Mời anh em đến với những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Những điểm báo khẳng định MU sẽ vô địch. Quỷ đỏ nhận tin vui đến từ siêu tiền đạo. Greenwood đã biến thành đàn ông sau mùa hè. Quỷ đỏ tăng tốc để có tiền vệ trẻ từ Pháp. Anh em ủng hộ kênh bằng like, share và đăng ký nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ mời anh em đến với nội dung chi tiết. Những điểm báo khẳng định MU sẽ vô địch. Manchester United đã đánh bại Leeds United với tỷ số 5-1 tại Old Trafford vào thứ Bảy để bắt đầu mùa giải với một tiếng nổ. Và nếu trận đấu gợi lại cho anh em cảm giác quen thuộc, thì đó là vì có một vài điểm tương đồng rất lớn với trận đấu đầu tiên của mùa giải 2006-2007. Trở lại tháng 8 năm 2006, United cũng có một khởi đầu tương tự khi đánh bại Fulham với tỷ số 5-1. Đó là lần cuối cùng United thắng trận mở màn mùa giải với tỷ số 5-1 tính đến thời điểm hiện tại. Mùa giải đó, đoàn quân của Sir Alex Ferguson đã giành chức vô địch. Và không chỉ có tỷ số là điểm tương đồng, mà còn có những tình tiết và những diễn biến chính cũng vậy. Anh em ta cùng xem nó là gì nhé. Khi United bắt đầu mùa giải 2006, tuyển Anh cũng trải qua một giải đấu quốc tế đáng thất vọng tại World Cup. Ronaldo là kẻ thù số 1 của giới truyền thông và nhiều người đặt câu hỏi liệu anh ấy có thể thi đấu cùng với Wayne Rooney tại MU hay không? Và câu trả lời rất đơn giản, Luis Saha ghi bàn mở tỷ số từ sớm. Sau đó là các pha lập công của Ronaldo và Rooney đưa Man United dẫn trước tỷ số 4-0 chỉ sau 19 phút thi đấu. Rooney ghi thêm một bàn nữa trong hiệp 2. Trước đó một mùa giải là mùa 2005-2006 cũng là một mùa giải đáng tiếc của MU khi Quỷ đỏ lần đầu tiên thất thủ tại vòng bảng Champions League dưới thời Sir Alex Ferguson và xếp thứ hai tại Premier League, kém 8 điểm so với một Chelsea dường như không thể cản phá. Quay trở lại thời điểm hiện tại, chúng ta thấy những cầu thủ như Bruno Fernandes và Paul Pogba bước vào mùa giải giống như Ronaldo và Rooney hồi năm 2006. Chiến thắng 5-1 hồi đó là một tuyên bố về quyết tâm vô địch và United đã tiếp tục làm điều đó ngày hôm thứ Bảy vừa rồi. Mùa giải 2006-2007, MU tiếp tục giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 4 năm và đó là một cơn hạn hán hiếm hoi dưới thời Sir Alex Ferguson. Hiện tại, MU cũng đang trải qua một cơn hạn hán, nhưng Quỷ đỏ cũng đang được trang bị tốt nhất về mọi mặt để vô địch mùa giải này. Những chiến thắng thuyết phục của Chelsea và Liverpool hay thất bại của Man City cho thấy mùa giải này sẽ có tính cạnh tranh rất cao. Nhưng United đã làm tốt vai trò của mình và ít nhất chiến thắng 5-1 là một điểm báo tích cực. Vì hiện tại, MU đang xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Quỷ đỏ có khả năng giành được những danh hiệu tuyệt vời, mặc dù còn 37 trận đấu nữa ở phía trước, nhưng có vẻ MU mùa giải này sẽ chứng minh sự phố đối. Anh em có tự tin những điểm báo này là để khẳng định MU sẽ vô địch mùa giải năm nay không nhỉ? Quỷ đỏ nhận tin vui đến từ siêu tiền đạo. Man United đã thắng Leeds United trong bối cảnh không có được lực lượng tốt nhất khi Rafael Varane chưa thi đấu, Marcus Rashford thì chấn thương và tiền đạo chủ lực Cavani thì không được đăng ký. Nhưng thứ ba này, Quỷ đỏ sẽ đón nhận một cú hích về mặt lực lượng. Cụ thể, theo nhà báo Jonathan Stager, Edinson Cavani đã hoàn tất việc cách ly và sẽ trở lại tập luyện cùng với toàn đội ngay trong tuần này. Nếu không có gì bất ngờ, chân sút người Uruguay hoàn toàn có thể ra sân đối đầu với Southampton thuộc vòng 2 Premier League. Sự trở lại của Cavani là rất quan trọng khi huấn luyện viên Solskjaer muốn Quỷ đỏ có màn chạy đà tốt nhất ở mùa giải năm nay. Mùa trước, Cavani đã chơi xuất sắc. Anh ghi được 17 bàn và đóng góp 6 pha kiến tạo trong 39 trận trên mọi đấu trường. Việc Cavani có thể tỏa sáng sẽ giúp ích rất nhiều cho Man United trong việc chinh phục chức vô địch Premier League. Postco dự đoán tương lai của Pogba. Tiền vệ người Pháp đã có một phong độ đáng kinh ngạc trong trận mở màn Premier League mùa này với 4 đường kiến tạo. Chứng kiến hậu bối bùng nổ, Postco tin rằng Pogba sẽ ký hợp đồng dài hạn mới để gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Phát biểu với tư cách là một chuyên gia về trận đấu trên Premier League Production, Postco nói: "Tôi nghĩ anh ấy sẽ ở lại. Những mùa trước, MU chưa có đội hình tấn công tốt như năm nay. Nhưng giờ đây, Pogba sẽ có được môi trường tốt nhất để anh ấy tỏa sáng. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ký hợp đồng mới. Nếu đội tiếp tục thi đấu như thế này, tôi không muốn quá phấn khích. Nhưng hiện tại, MU có thể tiếp tục giành các danh hiệu. Và rõ ràng, đó là điều mà Pogba muốn." Ngoài ra, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Postco cho biết anh cảm thấy sức mạnh chiều sâu của United là chìa khóa cho chất lượng của đội bóng này. Anh ấy nhìn vào danh sách những ngôi sao vào sân từ băng ghế dự bị với những cầu thủ như Sancho và Anthony Martial có thể ngồi dự bị mà MU vẫn có thể thi đấu bùng nổ và giành chiến thắng tưng bừng. Postco nói thêm rằng mình đã không cảm thấy như vậy vào mùa giải trước.
sâu xa phải cân nhắc kỹ khi chuyển sang 4-3-3. Mùa hè này, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng MU sẽ chuyển sang 4-3-3 khi chiêu mộ thêm được những ngôi sao. Tuy nhiên, trong trận đấu với Leeds, khi những bản hợp đồng đình đám chưa thể góp mặt vào đội hình xuất phát, Sosa tiếp tục sử dụng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy đã có đôi chút điều chỉnh khi bố trí Bruno Fernandes chơi với vai trò như một số chín ảo. Chính sự thay đổi này đã mang lại chiến thắng tưng bừng cho Quỷ Đỏ. Cựu tiền vệ của Sporting Lisbon hoán đổi vị trí một cách linh hoạt với Mason Greenwood. Cả ba pha lập công của Bruno ghi được để xuất phát từ những pha di chuyển thông minh để vượt qua hàng phòng ngự đối phương. Mặc dù vậy, sự tỏa sáng của Bruno cũng mang đến cho Sosa sự trăn trở. Vì nếu MU chuyển sang đá 4-3-3, thì rõ ràng Sosa có thể tận dụng khả năng phòng ngự tuyệt vời của Varane để giảm tải bớt một máy quét, từ đó tăng cường thêm tính sáng tạo cho hàng tiền vệ, đồng thời đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Nhưng đổi lại, sẽ khiến cho những pha xâm nhập vòng cấm của Bruno như ở trận đấu vừa qua là khó khăn hơn rất nhiều. Sơ đồ 4-3-3 sẽ đẩy Bruno từ vị trí số 10 xuống số 8. Nó sẽ khiến anh phải cách xa khung thành đối phương hơn. Tại tuyển Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Fernando Santos cũng ưa dùng sơ đồ 4-3-3 và chúng ta đã thấy Bruno hoàn toàn mất tích với cách vận hành chiến thuật này. Chính vì vậy, Quỷ Đỏ cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Varane gửi tin nhắn đến cổ động viên United. Rafael Varane đã chính thức được ra mắt với tư cách là cầu thủ của Manchester United vào chiều thứ Bảy và hậu vệ này đã không lãng phí thời gian để đến làm việc tại Carrington. Varane đã thể hiện quyết tâm bằng cách lao ngay vào tập luyện chăm chỉ tại sân tập của câu lạc bộ để hy vọng có thể được ra sân trong trận gặp Southampton vào chủ nhật tới. Trong khi tập gym ở Carrington, Varane đã ghi lại một thông điệp gửi cho những người hâm mộ đã cổ vũ anh cuồng nhiệt vào thứ Bảy. Varane nói: "Xin chào tất cả mọi người, tôi rất vui mừng được có mặt ở đây. Cảm ơn bầu không khí ở Old Trafford, cảm ơn rất nhiều. Tôi rất vui khi được có mặt ở đây và sẽ tập luyện chăm chỉ để thi đấu tốt nhất." Trong bài phát biểu khi chính thức là người của MU, Varane đã nói: "Manchester United là một trong những câu lạc bộ mang tính biểu tượng nhất của bóng đá thế giới và cơ hội được đến đây thi đấu là điều mà tôi không thể từ chối. Còn rất nhiều điều mà tôi muốn đạt được trong sự nghiệp của mình và tôi biết rằng mình đang ở trong một đội hình gồm những cầu thủ tuyệt vời, những người đều cùng có quyết tâm giành các giải hiệu. Tôi muốn tạo ra ảnh hưởng ở đây và tôi muốn cống hiến mọi thứ để trở thành một phần lịch sử lừng lẫy của câu lạc bộ này." Greenwood đã biến thành đàn ông sau mùa hè. Huấn luyện viên của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer đã bị ấn tượng bởi sự tiến bộ nhanh chóng của cậu thiếu niên Mason Greenwood khi đã biến trở thành một người đàn ông sau mùa hè. Cầu thủ mới 19 tuổi đã ghi được 30 bàn thắng sau 106 lần ra sân cho đội 1 kể từ khi có trận ra mắt trong chiến thích đáng chú ý tại Champions League trước Paris Saint-Germain vào tháng 3 năm 2019. Huấn luyện viên Solskjaer rất phấn khích bởi những bước tiến mà anh ấy đã đạt được, ông nói: "Tôi nghĩ bạn có thể thấy lợi ích của cậu ấy. Greenwood đã rất nỗ lực trước mùa giải này trong mùa hè và giờ đã biến thành một người đàn ông. Cậu ấy đang hoàn thiện, xả chân mạnh mẽ hơn. Bạn biết đấy, khi cậu ấy chạy thoát khỏi hậu vệ và ghi bàn thắng của mình, đó là một niềm vui trông thấy. Cách tiếp cận, thái độ, quyết tâm, mọi thứ cậu ấy đang làm hàng ngày đang tốt hơn và tôi nghĩ đó là sự trưởng thành." Khi được hỏi liệu Greenwood có phát huy được trách nhiệm là tiền đạo cắm hay không, Sosa nói thêm: "Cậu ấy thích chơi bóng ở bất cứ đâu trên sân. Greenwood rất nhanh và mạnh mẽ. Khi bạn có những cầu thủ thi đấu với lòng can đảm, không sợ hãi bất cứ điều gì, thì cũng không quan trọng cậu ta thi đấu ở đâu. Nhưng cũng phải nói rằng, bây giờ Greenwood đã có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Như tôi đã nói, cậu ấy còn phát triển nữa và đủ sức đối phó với những trung vệ cao lớn hơn trong vai trò tiền đạo mũi nhọn." MU tăng tốc để có tiền vệ trẻ từ Pháp. Theo nguồn tin độc quyền từ Football Insider, Manchester United đang tăng tốc trong cuộc tranh giành chữ ký của tiền vệ 18 tuổi Pape Matassa. Màn trình diễn ấn tượng ở đội 1 câu lạc bộ nước Pháp Metz giúp Sa thu hút sự quan tâm của một số câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Bao đồng hiện tại giữa tiền vệ người Senegal và Metz có thời hạn đến năm 2025. Mức phí chuyển nhượng của Sa rơi vào khoảng 28 triệu bảng Anh. Tháng 9 năm 2020, Sa gia nhập câu lạc bộ Metz và có sự thăng tiến nhanh chóng. Trong áo đội tuyển quốc gia Senegal, tiền vệ sinh năm 2002 có trận đấu ra mắt vào tháng 3 vừa qua. Lối chơi đa năng là thế mạnh của Sa khi anh có thể thi đấu tốt ở các vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công. Cầu thủ này dần khẳng định chỗ đứng vững chắc trong áo của Messi khi anh thường xuyên được lựa chọn đá chính. Man United có thể chiêu mộ Sa
và cho phép anh tiếp tục ở lại Met thi đấu dưới dạng chỗ mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Crystal Palace đã lên kế hoạch hỏi mượn tài năng trẻ Amad Diallo. Bên cạnh Palace, câu lạc bộ thủy sĩ là Basel cũng đang muốn có được cầu thủ này. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.